theo chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thích vậy thôi. Ủa? Hả? Cái này là cái gì vậy? Ủa cái gì vậy trời? Rõ ràng là tôi đang ngủ ở nhà sao lại mặc bộ này rồi? Kiểu này chắc chắn mình đang ở nhà tù rồi đây. Khổ ghê luôn à. Để xem coi. Cái gì mà ở nhà tù à? Ủa Phong Cận? Sao cái đạp cho cái nè, đạp cho cái nè. Hồi nãy dám giành đồ ăn của tôi hả? Đạp cho cái ủa, à. Ủa Phong Cận, sao ở trong này vậy? Trời ơi, tôi tưởng có mình tôi à. Ồ. Hả? Hello Sammy. Trời, sao bà vô trong nhà tù của con trai gì kì vậy? Ủa, cái gì? Cái này là nhà tù gì? Nhà tù con trai. Ủa, tôi thấy hai ông con trai trong nhà tù nè. Ủa gì cơ? Từ để tôi xem coi. Cái này á là cái nhà tù dành cho những người mà chuyên giấu quỷ đen, hiểu không? Giấu tiền người yêu á, cho nên là bị bắt trời ngay á. Trời ơi, ủa mà tôi là con gái mà đây là nhà tù con trai mà sao vì tôi lại vô được? Từ thoại coi. Chắc là nhìn bà giống con trai. Trời ơi, mày vô duyên, nói chuyện vô duyên thúi gì sợ. Từ thoại người ta coi. Nhìn ông này chắc là nhìn mặt uy tín nè. Từ coi. Ông ơi, cho tôi hỏi là cái chỗ này chỗ nào vậy? Xin giới thiệu với người, đây chính là nhà tù dành cho những người con trai xấu trai nhất trên thế giới này, hiểu không? Mấy cái thằng xấu xấu rồi bắt nhốt vô đây hết á. Trời ơi, cái nhà tù xấu trai. Ê Phong ơi, có nghĩa là ông xấu trai đâu ông vô được đây với Phong. Trời ơi, kỳ vậy Phong. Ê, nè, tôi đẹp trai, ông có xấu trai nha, hiểu không? Chắc trời là tại tôi đẹp nhất trong cái đám xấu. Trời, vậy đẹp nhất, ôi gì đó. Tóc người ta là, mấy ông này nhìn cũng xấu nè. Tính ra ông đẹp hơn mấy ông xấu thật. Trời mà nói nhiều quá à. Ủa mà từ khoan đã Phong ạ. Rốt cuộc là bây giờ làm sao tôi thoát khỏi chỗ này chứ? Tôi không chịu trong này đâu ông ơi. Bây giờ có cách nào để tôi thoát khỏi chỗ này không hả? Trời ơi, cái gì đâu dễ mà muốn thoát ra ngoài đúng không? Bây giờ á, ngươi chỉ cần cưới ta thôi là ta sẽ đồng ý thả hai ngươi ra ngoài liền. Đó, trời ơi, ta nhìn ta vậy thôi chứ thật ra ta một người rất là tốt bụng luôn á. Nhìn xấu xấu thôi chứ tốt bụng lắm. Trời ơi, vậy là tốt bụng dữ chưa Phong ơi? Cái gì vậy? Bây giờ muốn thoát khỏi chỗ này tôi phải cưới cái ông này hả? Trời ơi, nhà tù con gái thì là thơm má, nhà tù con trai là bắt kết hôn là sao vậy? Cái nhà tù nó đúng quá à. Tôi thấy hợp lý á, tôi thấy hợp lý á. Bà ở đây đi, bà cưới ổng đi cho ổng thả trời tôi ra ngoài. Trời ơi, ông tù nha. Trời ơi, cái ông này thấy ghê luôn. Nhìn mặt ông này không hề uy tín thế nào chứ. Tôi thà tôi đi bộ sướng hơn tôi ra tôi thoát khỏi chỗ này. Tôi không thèm cưới ổng đâu, thấy ghê quá à. Thôi đi đâu vậy? Đây, bây giờ thoát khỏi chỗ này chứ sao? Bây giờ ông muốn cưới ổng đúng không? Sao? Ủa, ở đây tao ra tào lao bà. Ổng muốn cưới bà thì muốn cưới tôi đâu? Trời ơi, để xem qua cái nhà. Trời ơi, ủa cái gì vậy? Ủa từ từ sao có ông này vậy? Hả? Từ từ để xem coi, cái gì đây? Ôi sao ông này da xanh lẹ lét vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Hello em gái. Hồi nãy anh thấy em không thích cái ông áo xanh ở trên đúng không? Bây giờ anh áo nâu nè, thích anh không? Rồi anh là đẹp hơn ông kia nhiều, hiểu không? Làn da của anh là làn da heo tai xanh đó, cho nên là nhìn thôi là rất là hấp dẫn, hiểu không? Lấy anh đi. Trời đất ơi, nãy ông đầu xanh, bây giờ đến ông da xanh gì, xanh tai heo gì đây Phong ơi. Trời ơi, trong này sao ai cũng muốn tỏ tình với tôi hết trơn vậy? Ghê quá. Trời ơi, cái ông này, cái ông này là ổng ổng như ta, hình như là ổng bị zombie cắn hay sao? Thấy da ổng xanh lẹ xanh lét à. Trời ơi, ông này bị tự tin thấy quá không, hiểu không? Trời ơi trời, cái gì vậy? Trời ơi, ảo tưởng dễ sợ à. Tự nhiên tôi cưới ổng về tưởng hai cặp đôi zombie thì ghê. Thôi, tôi đi bộ, tôi không cần ai cưới hết trơn. Trời ơi, cái gì vậy? Sao té rồi? Trời ơi, đây, danh anh Phong ơi, rung chân. Em này đó, có biết chỗ rồi, không nhìn, không hiểu gì hết trơn. Trời ơi, trời, cái gì mà không hiểu, cái nhà tù này nó có dễ mỗi vậy đâu, hiểu không? Bây giờ mình phải gọi là giữ vững ý chí, không được. Ủa cái gì đấy ông này, ủa cái gì đó? Cái này là gì đây? Rồi sao? Ông ơi, Phong ơi, ông này ghen, ông này tới đây chặn đường tôi rồi. Trời ơi, trời. Rồi, ông dí, ông đánh tôi nè. Trời ơi, ông đánh tôi nè, ông bắt tôi lên nãy, trời ơi, tôi tự nhiên. Gặp cái ông xanh kia, ông này ghen này. Anh ơi, anh ơi, anh bắt Sammy được rồi, anh bắt em làm gì anh ơi? Trời ơi, ông có phải bạn tôi không vậy? Trời ơi, hay là ông nào đụng bộ, bắt nghe ông nói thật đi. Trời ơi, khổ ghê luôn à. Bây giờ cùng tụi mình phải cố gắng thoát khỏi cái chỗ này, hiểu không? Không biết là bây giờ mình đã đi nhà tù con gái, xong nhà tù con trai, xong không biết còn nhà tù gì nữa kinh dị không ta? Tôi còn không biết được, có bạn nào biết cái nhà tù là còn kinh dị hơn nhà tù này nữa. Đừng quên của mình nha, tôi thấy quá trời đáng sợ rồi. Má Phong ơi, xuống chưa? Trời ơi, đất ơi là trời ơi. Hồi nãy tôi quên bấm cửa cho nên là cửa không có mở. Thì đó, tôi nói rồi, trong cái nhà tù này nó đơn giản lắm, có gì hết trơn. Xuống chứ, đây để coi nhà tù đây coi. Toilet từ từ. Ui gì vậy? Em thấy gì không? Trong này cái chỗ này bắt mùi từ từ xem coi. Ui trời ơi, đi toilet mà không giật nước các bạn ơi. Ghê quá. Trời ơi. Ở giờ y hệt như lại cây đôn vậy á. Trời ơi, quá đáng dễ sợ luôn à. Rồi, tiếp theo này, tiếp coi. Ui, bây giờ mình sẽ dùng cái sẹn này mình đào đất với bạn. Không thể nào mà sống ở trong cái thế giới nó hôi rình như này được các bạn ơi. Đó, ai sống với tôi sống không nổi nha bạn. Rồi, đây, đào xuống, mình sẽ thấy ánh sáng đúng không? Rồi, ui,
một cái hầm bí mật. Trời ơi, chim căn hầm bí mật như vậy, trời ơi trời khổ ghê, dân sao mình sẽ nhất quyết thoát khỏi cái nhà tù này, không thể nào ở trong này một phút một giây nữa. Trời ơi, tôi không muốn làm gì đâu. Ủa, từ đầu này là ai đây? Ôi, đầu quá. Tôi thấy ở đây cũng hợp lý, ở đây là không có lo bị lấy mất tiền lương cái kiểu, nhưng mà đây là nhà tù dành cho những người xấu trai. Tôi phải nói là ông cái cosplay thành gọi là cái ông cái có cái ông là zombie, ông này zombie. Ông nào đây? Còn ông này, ông này là phù thủy. Cái gì? Để tôi hỏi coi. Đây chính là ông cận trong phù thủy mạnh nhất. Trời ơi trời, cái gì vậy? Sao tôi gặp nhiều người á? Ủa, ông này là ai vậy? Xin tự giới thiệu với em gái, anh chính là phù thủy ở dưới cái hang động này. Nhiệm vụ của anh là canh giữ hang động, và trong hang động này có rất nhiều vàng. Anh rất giàu, còn biết phép thuật nữa. Bùm xíu, sử dụng phép thuật chiếm lấy trái tim em. Thấy anh ngầu không? Trời đất ơi, hết ông nội zombie, bây giờ còn thành cái ông gì đây? Ông phù thủy thả thính tôi vậy? Trời ơi, ông thả thính còn thua mấy bạn fan nữa. Giờ ông không tin đúng không? Tôi mấy bạn fan ơi, mấy bạn xem nhà này, mấy bạn có câu nào thả thính độc lạ hay thì comment phía dưới mình biết nha. Trời ơi, trời quá trời đất là ông này tập thích không thua fan tôi nữa. Trời ơi trời, không chịu đâu. Trời quá trời đất luôn. Thôi Phong ơi, tôi nghĩ là phải thoát khỏi chỗ này. Tôi riết tôi tự là tôi bị gì luôn á. Rồi ai cũng tập thính tôi hết trơn á, khổ ghê á. Thấy người đẹp, trời ơi, mày đẹp thả thính đủ kiểu nữa. Làm sao được, trời ơi làm sao được, chỉ có Phong cận mới thả thính được rồi. Đâu thả thính được rồi. Đây coi coi cái con người mà làm tôi rung động coi. Phong thử thả thính câu giọng sợ chơi nè. Đó, thả thính coi. Thả thính hả? Thả thính hả? Để Phong suy nghĩ coi. À rồi, không có câu này thả thính Sam nè. Câu gì? Đó. Người ta thì thích được sáng mắt, còn Phong á là Phong bị cận. Lý do Phong bị cận bởi vì là... À dạ, chết cha, chết quèo rồi. Lý do mà Phong bị cận, Sammy biết là gì sao không? Không, là sao ta, là sao không hiểu nè. Sao? Lý do Phong bị cận là do Phong cầu cận. Không hiểu hả? Cầu cận có nghĩa là cần cậu. Hóa ra là vậy hả? Trời ơi, cầu cận, cần cậu. Ôi trời ơi, nó lãng mạn gì đâu luôn. Tôi rớt con trái. Không, tôi mà. Trời ơi, trời, nói chung là được. Câu này hay nha, nói chung hay hơn câu bọn các bạn ơi. Ui, từ nẻ chứ các bạn ơi. Phong ơi, Phong thả thính của làng Hero Team mà đùa. Trời ơi, giỡn đùa đó, bây giờ Phong cần nó chiếm lấy trái tim mình đó các bạn thấy ghê không? Đó, trời ơi, nhanh Phong ơi, cái chỗ này, ui, sao chụp ở đây, có quả cầu, gọi là quả cầu gì đây? Quả cầu lửa sao mình chạm vô cái là rớt luôn các bạn? Nhanh, nó rớt xuống. Trời ơi, Sam ơi, lên đây gặp thêm ông dốc cơ nữa nè. Cái gì? Ây da, trời ơi, không sao không cậu. Cái gì vậy, trong này tôi không hiểu sao cái mạng nó khó dễ sợ. Tự nhiên trong này ai thả thính tôi, tôi rùng rời tay chân luôn nè ông ơi. Chờ xíu, chờ 5 phút à, mày phải để ý, phải tập trung vô thì mới chơi được. Trời ơi, nãy ông thả thính của tôi rùng rời tay chân đó, hiểu không? Ôi trời ơi. Rồi, tôi tới nơi đi. Phan Phong ơi, có gì vậy? What happened rồi? Trời ơi, cái này thôi tôi chịu chứ Phong ơi. Tôi muốn nói chuyện, Phong ơi, những cái mặt là biết rồi. Muốn nói chuyện thì anh này nhìn anh cái bụng anh bự hơn bụng tôi. Trời ơi, thì anh này bự bụng tôi nữa rồi. Ủa, chỗ này vậy? Ôi, ông đâu vậy? Ông Quảng Đông hả? Trời ơi, ủa, trong này có quá trời cái... Ủa, sao người ghê quá? Thấy ba cái bây giờ, nhưng mà mình không sợ, mình biết cách. Sam ơi, hình như mình phải chạy vô đây để mình xoay cái gì đó, mình chạy ra nè. Đúng rồi, mình xoay cái cần gì đó nè, chạy. Trời ơi, có quá trời sương người ở đây luôn. Vậy chắc chắn là có nhiều người đã bị tiêu diệt ở chỗ này. Trời ơi, tội nghiệp dễ sợ luôn à. Nhiều người không chấp nhận số phận người ta đi, nhưng người ta đi không có nổi bạn ơi. Thoát ở chỗ này nguy hiểm quá, nhưng mà mình làm được các bạn, mình không tin mình không làm được đó. Rồi tôi thà tôi thoát ở chỗ này còn hơn nghe mấy lời mấy ông kia ông tỏ tình tôi sợ lắm. Đây rồi. Ui, đây Phong ơi, thấy chưa, đi rất đơn giản, không có gì khó chơi các bạn. Rồi lên đây Phong ơi, sắp thoát khỏi chỗ này rồi. Cái này hình như là thang máy à. Thang máy nè. Trời ơi, để xem coi trên này có ai không, đừng nói trên kia còn gặp thêm ông đó tôi mệt nha. Trời, khổ ghê luôn à, để xem coi. Đây là... Ủa sao mình quay lại nhà tù hồi nãy rồi? Ai biết, từ đi xem coi. Từ bên... À bên này, Thâm ơi, bên này. Ui, mình sẽ uống nước tăng lực để mình chạy nhanh đúng không? Ực. Đó, uống này, ui. Trời ơi. Ôi trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi chạy nhanh vậy. Trời ơi, tôi cũng vậy, ý sợ. Đỉnh quá mấy bạn thấy mình có chạy nhanh không? Đó, trời ơi, kiểu này là chạy quá chạy luôn. Trời ơi, em mình còn chạy nhanh hơn mấy chiếc xe luôn không ơi. Vậy ảo ma cà đá đà vậy sợ. Ý hay, đó, rồi. Ui, đây rồi, hết chạy nhanh rồi. Chỗ này nó có gì nó làm mình chậm lại nè. Nó chậm lại nè, nó hết sức mạnh luôn, nó hết, quên hết nước tăng lực rồi Phong ơi, nó hết chung cho. Trời ơi, nó ghê, nó khôn, dễ sợ chưa. Ở đây là cái màn gì mà xanh lè dữ vậy? Đừng có gặp anh nào xanh lè đây nha, tôi mệt nha. Trời ơi, đây,
đây là cái gì đây? Đây, hay xong rồi, có cái hầm bí mật trên đầu mình nè. Đó, bây mình kích cái này xong mình nhảy lên đúng không? Đây, rồi. Ui, té. Ôi, xong lên được chưa? Ủa xong lên được hay vậy? Em thì phải nhảy lên xong Sam bám vô. Đây, tôi bám rồi. Đó, để coi. Trong này có nhiều hầm nữa ha. Ôi. Wow. Có ông già Noel nữa kìa. Em mà tới mới xin quà được không vậy? Trời ơi, chưa đến Noel mặc vậy tới xin quà được không? Từ phải Noel không? Ê, đây là bà già Noel chứ mà ông già Noel không ơi. Đây là bà già Noel. Trời ơi. Gì mà có cả bà già Noel đó vậy? Đây, trời ơi, bà cầm cái gậy nè, nó tóc mà. Ủa, từ đây không phải là, hình như không phải người ta đội mũ Noel thôi, sắp Noel thôi chứ phải bà già Noel đâu. Ủa ghê luôn, ở trong nhà tù nó đục lá Bình Dương dễ sợ luôn à. Rồi đây rồi, đây ui có tuyết này nè. Đây rồi bây giờ mình sẽ có cái màn này, màn gì đây? Màn này hình như là màn leo mấy ông khoái ấy à. Ôi trời, cẩn thận rớt nha Phong ơi, rớt cái dưới kia. Cái này nó trơn lắm nha. Đúng rồi, rớt dưới kia là mấy cái lỗ luôn, Phong có nhìn thấy không? Gai quá trời gai luôn. Đó, kiểu này mình phải tập múa ba lê giữ này, mình đi thăng bằng mình giữ. Đó, rồi hít. Đó, rồi đây. Cái gì đây? Đóng các van. Có mấy cái van hở kìa các bạn. Mấy cái van đó là van acid đó mà. Acid độc đó. Bây giờ mình không đóng mấy cái van này nha là mình không được qua. Rồi để tôi quay. Rồi đóng một van. Rồi tôi đóng một cái rồi Phong ơi, đóng ở đây nè. Rồi, bây giờ là còn hai cái nữa. Còn hai cái phải đi tìm nè. Ở bên dưới này hình như dưới này nè. Đâu. Bên kia có cái van, thấy không? Đây. Trời ơi, tôi nhìn tinh mắt dễ sợ vậy. Đây, rồi một cái van nữa. Một van. Còn một van bên này luôn, hai bên luôn Phong ơi, quá đơn giản. Mình tôi tưởng cái gì nó dễ ồn. Tưởng khó chứ hóa ra dễ ẹt. Đúng rồi, đây là nhà tù cho nam mà nữ thấy dễ ồn mà ông thấy khó thì đúng không? Đó tôi thấy dễ ồn. Trời ơi. Lần trước đi nhà tù á, nữ á, thì trời ơi quá trời Phong khổ. Bây giờ coi nhà tù này tôi sướng bạn ơi. Tôi thấy mình à không, tôi khổ bạn ơi, tôi khổ, tôi được tỏ tình nhiều lắm, tôi khổ quá. Rồi Phong ơi, nhanh nhanh lên Phong ơi. Trời ơi, nhà tù nam mà ông vượt chậm hơn tôi. Tôi đang lên nè. Đây rồi, không biết là thử thách tiếp theo là gì đây. Rồi, qua mấy cái ống khoái này mình. Ê, có khi nào mình gặp ông già Noel không ta? Tôi thường nhớ ống khoái là gặp ông già Noel đó. Không biết có không trời. Đây Phong ơi, ống khoái đấy rồi. Hồi nãy có bà già Noel, chắc tí nữa gặp ông già Noel á. Mong là vậy. Ông già Noel, ú có tuyết nè. Ông già Noel ơi, đừng quên cho con thật nhiều quà nha. Con ngoan lắm, ông già Noel ơi. Trời ơi, con ui. Wow. Ui Phong ơi, ở đây có tuyết, nhảy ra. Trời ơi, dạ, tí nó đẩy mình nè, trời. Trời ơi, sắp Noel ui Giáng sinh rồi. Chinh cơ mèo, chinh cái đầu con heo. Ôi trời ơi. Này, rồi Phong ơi, qua đây coi Phong ơi, nhanh chưa? Đó, rồi bây giờ. Ai qua được nè. Trời ơi. Cái gì vậy? Ai đó vậy? Capybara. Ông hát cái gì vậy? Ông nếu mà người biết coi là con thân với tất cả các loài luôn mà. Đó, mà không biết. Trưởng phòng ngoại giao. Đúng rồi, cái người nào không thân hết trơn á. Đó, cái mập cái heo, cái voi diện mập thân hết trơn. Ui, rất cái ông khoái, đây. Nhảy lên. Rồi Phong ơi, vô đây Phong ơi. Đó, có cái ống khói này nhảy vô là thấy được rồi. Nói chung là nhà tù này đối với mình nó cũng không. Sao cái ống khói này cái mùi hôi hôi ra. Trời ơi, ống khói không nghĩ nữa, ống khói gì tôi không biết. Ui, bên này cho ăn Phong ơi. Phong ơi, vượt tù vô nó cho ăn kìa. Đã quá vậy. Ui, cái đầu bếp. Ê, bên này gì dễ thương quá vậy. Đâu, cái gì vậy. Ui, trời ơi, cô tiên trắng. Mà sao cái bụng bự vậy. Ừ, ở trong này ai bụng chả bự tôi không hiểu. Trong cái này ai bụng bự hết trơn á. Đó, để quay. Ui, cái ông Happy Chip này sao đuổi tôi vậy? Không cho ăn, trời ơi, không cho ăn thì đuổi người ta. Ôi, ông có thanh máu kìa, hình như là mình phải tiêu diệt ổng hay sao á. Ừ, trời ơi, ông cầm dao sắp chém tôi nè. Bây giờ đây tôi có cái súng này đây. Rồi, ông dám chém tôi đúng không? Tôi sẽ bắn lại không? Ông nghĩ sao vậy? Tôi không có sợ đâu nha. Đây, bắn nè. Đó, ông rớt máu quá mấy bạn ơi. Đó. Đây. Đây, tôi sẽ bắn được ổng, không thể nào tôi thua ổng này được. Tôi không thể đánh chết được. Sẽ bắn đồ ăn vô người ổng cho ổng ăn. Ổng ăn xong ổng bể bụng. Đúng rồi, tôi bắn vào dưới vô bụng ổng. Đây rồi, nhảy. Mình cho ổng lú mắt chơi luôn. Ổng thế nào cũng bằng mình. Đây, bắn vào dưới, bắn vào dưới. Ui. Đó, bắn Sikula vô. Ổng biết nhảy, ổng né đạn nữa kìa. Trời ơi, ông này bro lắm Phong ơi, mình đâu bằng ổng đâu. Rồi, ổng đổ banh tanh chành rồi, tôi tiêu diệt được ổng rồi. Trời ơi, còn tôi để tôi đo chăng ăn bánh vô. Rồi còn sướng máu bạn ơi, cố lên. Trời ơi, còn màu đỏ thôi là đi luôn nè. Trời ơi. Ê, bây giờ mình đang đói tại vì mình bắn đồ ăn mà mặt ổng chi vậy trời ơi, khổ ghê. Sát quá. Trời. Ui. Rồi.
Ông đi chắc rồi, ông đi chắc rồi, ông đi chắc rồi. Ui, ui rồi, ông nằm banh sát luôn mấy bạn ơi, thấy chưa? Quá đơn giản với Sam luôn. Rồi, bữa Phong ông làm gì vậy? Trong kia vậy? Ui, trong đây có em bé gì nhìn dễ thương quá nè. Trời ơi, trong này sao nhiều người dễ thương vậy? Thôi, ui, nhảy xuống đây quay. Ủa, cái gì vậy? Cầu tượng hả? Ui, cầu trượt cái gì vậy? Trời ơi, ai mà chơi cái trầu trượt này là chấn thương sầu não cho bạn ơi, mất cái não luôn. Ông tới chưa? Phong ơi, đâu rồi? Qua chưa? Tôi không có trượt được, tôi phải nhảy xuống từ từ nè. Rồi xong, tụi là ông đừng có nhảy lên, ông đợi cho nó trượt tự nhiên thôi, đừng có nhảy nha. Trời ơi, hổ ghê luôn á. Rồi. Ôi, tôi thấy ai văng đúng không? Này thấy ai văng đúng không? Trời ơi, xong rồi, ông nhanh chứ vậy, nói tôi. Hổ ghê luôn à. Rồi, tiếp theo là gì đây? Rồi, để xem qua. Ủa? Mày mang gì vậy? Ai biết, đi chưa có gì hết trơn á. Đây, bây giờ tôi nghĩ cái nhà tù này sắp đến lối. Ủa, lối ra, thấy chưa? Nó ghi lối ra liền. Đây, ủa gì vậy? Lối ra liền. Lối ra, mệt ghê luôn. Đây, bây giờ thử lách tiếp theo, mình phải làm gì? Mình lách cái ly vô, trời ơi, với kinh nghiệm làm mafia của tôi lách một cây một. Ui, lách cái một, đừng rớt nha Sam ơi. Này, tôi nói là mafia mà tôi làm rớt là tôi nhục lắm luôn á. Đấy, rồi, qua một cây một. Yes, tôi lên được nè. Trời ơi, sao đầu này có cái ông là ông trứng hả? Ông là ông gì? Ông giáo sư trứng hả? Trời ơi, nhiều người kỳ cục keo vậy. Rồi, để xem coi. Ủa? Trời ơi, Phong ơi, cái gì vậy? Ông đâu vậy? Trời ơi, nãy ông kia ông tức quá, bây giờ ông thay đổi thành robot luôn hả? Trời ơi, có khi nào là ông chuẩn bị tới tiêu diệt mình không Phong? Trời ơi, có khi nào ông là ông tức chuẩn quá thì mà tôi không chắc thấy ông đứng im là thấy ông đứng im là được là hiểu rồi. Trời đất ơi, tôi nói rồi mà ông này ông có bình thường. Trời ơi, ông này ông lại biến thành người robot luôn, tức chuẩn quá bạn. Trời ơi, đây ông làm mấy cái ông đầu tôi vậy? Một đi luôn mấy bạn ơi. Xong chết mèo mấy má ơi. Quá mạnh luôn. Nhưng mà không sao, tôi không thể nào chấp nhận được. Bây giờ mình phải tiêu diệt ông này. Tôi không chấp nhận, tôi thua ông. Đó. Ông kia. Ủa, bắn nè, bắn cái cây vô mặt này. Đó. Trời ơi. Đây. Trời ơi. Ui, nhìn ông. Ông bự quá, ông bự quá bạn ơi. Rồi. Ông tán tôi. Đừng mà, đừng tán tôi mà. Tôi không muốn tán ông đâu. Ông đừng tán tôi. Đây. Ôi rồi sao còn tán thôi. Thấy không, ổng tán tỉnh bà không được chứ ổng chuyển ông tán cái mặt bà đó. Ủa cái gì kỳ vậy? Không tán được con gái người ta đi về đi, tự nhiên tán cái mặt thôi. Trời ơi, rồi cái ông này cũng là tán nhưng mà tán nghĩa khác các bạn ơi. Đó, nghĩa là nghĩa khác. Ây, ông dám tán tôi dạ, tôi đọc vô mặt ông luôn, ông dám hả? Trời ơi, không chấp nhận người tao đi về nhà đi. Trời ơi, còn ghen tị ở đây cho ông bạch sát trong. Thơm má Phong Cận cùng nhà tụi con trai rồi kết hôn với tôi đó. Trời ơi, kinh dị quá bạn. Đối với mình ở nhà tụi con trai thì quá gì kinh khủng luôn. Còn đối với bạn thì sao? Đừng quên comment vì dễ mình biết nha. Và các bạn đừng quên giúp cho video này đạt cho mình được 5.000 like nha các bạn. 5.000 like nha, nhớ nha, giúp mình nha. Rồi, ok. Bạn nào mà like được 5.000 like, bạn nó hơi bị xinh trai xinh gái luôn đó. Rồi, bây giờ tạm biệt mọi người ở clip sau. Hẹn lại, bye bye. Còn bây giờ TV nha, tôi Phong ơi, tôi có đi ngủ. Khổ quá rồi. Về nhà thôi.